chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng Lê Trần, Hovita chúng tôi có điều kiện về Ninh Bình, ở thành phố Ninh Bình, khu trung tâm thể thao. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2024. Thì công tác chuẩn bị của anh em Ninh Bình cho triển lãm về cơ bản đến hôm nay là đã hoàn thành tới 95% rồi. Đấy, tôi thấy là rất là đầy đủ cây và tất cả các hạng mục thì tôi thấy về gần như đầy đủ rồi. Chỉ còn một số ít cây anh em sẽ về lốt trong buổi sáng ngày hôm nay là xong. Đó, đây là toàn bộ cái không gian của cái khu mà trước phía trước của ban tổ chức. Đây, cái tòa nhà ban tổ chức đây. Đó. Thế thì bên Hogita chúng tôi cũng đã về từ hôm qua. Thì cái khu trưng bày trầm hương, đá cảnh, đá phong thủy của chúng tôi thì cũng đã sắp xếp xong. Đó, cả một không gian. Ở ngay bên hông phải của ban cái tòa nhà ban tổ chức các bạn nhé. Đó. Đây, tôi quay một chút ở chỗ này để giới thiệu cho các bạn. Đây, xong rồi thì là bắt đầu từ chiều ngày hôm nay, nếu các bạn về, có điều kiện về thì mời các bạn qua chỗ chúng tôi uống trà, thử trầm và anh em trao đổi. Đó. Hogita, thế giới tâm linh, trầm hương, đá cảnh, đá phong thủy. Đây là các cái bàn ghế đá serpentine, các cái khối đá serpentine cảnh. Bên chuyên môn chúng tôi gọi đá mộc côi. Còn đây là các cái khối trầm cảnh hàng tự nhiên. Thạch anh. Đây, hàng này là hàng dục. Đó, thì mời các bạn qua đây nha. Đây, tòa nhà ban tổ chức đây. Thế còn khu kia là cái tòa nhà của trung tâm thể thao. Thế thì ở clip này là tôi muốn giới thiệu lướt tổng thể cho các bạn nhìn thấy cái không khí của các cái cây ở đây. Đấy, các bạn nhìn. Thì clip này tôi chỉ về cơ bản tôi lướt để cho các bạn thấy không khí thôi nhé. Còn chưa quay chính. Đấy là một, với thứ hai nữa là để các bạn hình dung ra là cái chất lượng của cây ở các khu. Đây, cái khu này là cái khu của anh Thành Quán Toan này. Đó. Thành Quán Toan đợt này là cũng mang khá nhiều bể đá, cây. Đó. Rất đẹp. Chi tiết thì tôi, cái quá trình ở đây tôi sẽ làm cho các bạn nhiều nhá. Thế còn cái khu này thì là khu trưng bày cây của rất nhiều anh em. Thế còn cái phía ngoài xa xa kìa, đấy là cái khu dịch vụ. Đây này. Đó, khu dịch vụ. Thì cái khu này là cái khu cây anh em bán hàng hàng cây phôi. Đó. Tức là từ cái khu này bao quanh xung quanh của trung tâm thể thao ấy, là rất nhiều gian hàng cây thương mại, cây phôi anh em bán. Rồi các cái dụng cụ, rồi chậu. Đó. Thế còn cái khu này thì là khu trưng bày các cái cây hoàn thiện. Đấy. Thì ở đây là có một cái gian nhà này. Đấy. Anh em dựng lên là để ngày mai khai mạc. Thế xong khai mạc xong thì cái nhà này sẽ bỏ đi để giải phóng mặt bằng cho trống không gian. Rất nhiều cây chất lượng về đây các bạn nhé. Qua các anh em truyền thông khác thì các bạn đã biết thông tin rồi. Thế ra tôi cũng không muốn nói lại để nó thừa thông tin. Đây, ví dụ sử như cái khu này thì hai cây ngay đầu này. Thì là cây Xuân Thu và cây Ngũ Phúc của chỗ bên bonsai Tuấn Phương này. Đó. Thì cái phía xa xa các bạn nhìn thấy là cái biển nào.
cái biển khai mạc. Đó. Khai mạc triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng mở rộng với chủ đề tinh hoa cố đô. Năm nay thì Ninh Bình hỗ trợ anh em rất nhiều. Miễn phí rất nhiều thứ cho các anh em. Thế đâm ra là cái độ nhiệt huyết của anh em tăng rất cao là một, với thứ hai nữa là cái số lượng người tham gia cũng như là cái các cái chất lượng cây cũng rất tốt. Rất nhiều cây có số má đã về đây. Thế còn chính xác những cây thế nào thì chúng tôi sẽ truyền thông chi tiết sau các bạn nhé. Một sân chơi rất tập trung. Dòng đại có, dòng trung có, dòng mini có. Cũng khá đa dạng các cái chủng loại cây. Nhưng tất nhiên ở ngoài Bắc thì xanh vẫn là chủ yếu. Ở đây thì còn một số các cây anh em sẽ chuyển trong ngày hôm nay. Thấy anh em bên ban tổ chức bảo muộn nhất chắc tầm khoảng 3 giờ chiều là sẽ khóa. Đây một số cây của bên các bạn nhìn lối cây, mấy cái bóng cây chắc quen đúng không? Đấy, của bên nhà vườn Khôi Khanh. Đây, cây này các bạn nhìn thấy quen không? Cây của bác Toàn Đô La. Thì bây giờ mới tầm khoảng 6 rưỡi 7 giờ sáng ngày 13 tháng 4 thì chúng tôi đã chuyển xuống từ ngày hôm qua rồi. Hôm nay là bắt đầu có thể làm nội dung cho các bạn để phục vụ các bạn. Đấy, anh em kế kích rất rộng rãi nha, thoáng như này thì là anh em nội dung chúng tôi làm nó mới dễ làm. Nên một với hai là khi quay ấy, là nó không bị vướng. Tất cả các cây đều có thể là quay xung quanh từ toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh đều không bị vướng gì. Tôi thấy là bố trí rất khoa học và đẹp. Đó. Đây, cái khu này đường đi ra thì sẽ đi bên trái chỗ khu cờ. Đấy các bạn nhìn thấy một biệt các cái lá cờ cắm phía trên nào. Đây là cổng chính vào của trung tâm thể thao. Thì đây là cái cổng chính vào duy nhất, đường vào ra đấy các bạn. Đâm ra ở đây là cũng rất an toàn. Đó. Đây, đấy, toàn bộ cái khu này là tôi vừa đi lướt đấy, sẽ là cái khu trưng bày cây hoàn thiện các bạn nhé. Đó. Thế còn bao xung quanh ấy, thì sẽ là các cái cây phôi, cây bán hàng thương mại, rồi khu bán chậu, rồi thiết bị, rồi các cái đồ làm cây. Thì nếu mà vị trí ở cái khu ấy thì các bạn đi vào cổng chính này thì các bạn sẽ rẽ trái. Đây cái vùng mà để các bạn nhìn thấy cái mấy cái vùng cái nhà bàn này không? Đó. Và từ đó thì các bạn đi phía đằng sau cái tòa nhà này này. Đấy. Là tất cả các cái khu mà hàng thương mại, hàng anh em bán hàng phôi của các cái nhà vườn, rồi đôn chậu, vân vân. Nói chung là các cái phôi và các cái phụ kiện trong cây ấy thì sẽ ở đằng sau đó. Đó. Thế còn cái khu mà
từ cái cổng chính đi vào và các bạn rẽ phải nhá. Đấy, các bạn rẽ phải vào thì đây chính là các bạn sẽ đi vào cái con đường này. Và hai bên ở đây thì là đã là cây các cái hàng cây trưng bày rồi đúng không? Đó. Thế xong vào cái khu này thì sẽ là cái khu trưng bày tất cả những cây hoàn thiện. Cây VIP đều ở trong khu này hết. Kể cả dòng mini. Thì đâm ra là khi các bạn vào các bạn sẽ biết được cái vị trí mà các bạn cần đi để các bạn hình dung. Thế còn cái khu này đây, hội dưới Việt Nam ở đây thì đợt rồi là ở Bắc Ninh ấy, tôi có làm một cái nội dung về kỹ thuật dưới thì cũng được rất nhiều anh em quan tâm. Thì đợt này ấy, là tôi cũng sẽ qua đây, tôi sẽ làm một số các nội dung về dưới để thêm nội dung cho anh em giao lưu. Đó. Ngày mai, sáng ngày mai là khai mạc rồi. Thì các bạn hãy bố trí thời gian tới để tham gia khai mạc triển lãm sinh vật cảnh Ninh Bình năm 2024. Và thời gian kéo dài từ ngày 14 tháng 4, tức là ngày mai, đến hết ngày 24 tháng 4. Thì triển lãm sẽ kết thúc và triển lãm sẽ diễn ra trong 10 ngày. Các bạn mà có điều kiện đến thì sau khi ngắm cây thì mời các bạn qua chỗ gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm trầm hương đá cảnh đá phong thủy của Hogita chúng tôi ở sát bên hông của ban tổ chức, cái nhà bạt của ban tổ chức các bạn, vào bên phải các bạn nhé, hông bên phải. Thì ở đó tôi có bày mấy bộ bàn ghế đá ở cái khu mà có con rồng lũa lũ gỗ và các bộ bàn ghế đá rồi các khối đá về trầm hương. Anh giao lưu anh em tí, em mới quay clip đầu tiên nội dung. Chào bác. Anh chào anh em tí. Chào Thủy nha. Nó chào bố em nhỉ, thì không chào anh em trên kênh Chào tất cả anh em yêu cây yêu toàn quốc nha. rồi bao Huế ở bên Hải Hậu. Thì năm nay là anh tham gia tổng là bao cây ở đây anh? Anh tham gia 5 tác phẩm em. 5 tác phẩm. Rồi, ok, dần dần em sẽ quay giới thiệu các cái tác phẩm của bên cho anh em nhé. Dạ. Vâng. Cảm ơn em nhé. Vâng. Thì sau cái đợt này là mời các bạn về dưới Hải Hậu. Hải Hậu ở tổ chức ở chỗ Yên Định hay chỗ nào Tổ anh nhỉ? chức ở nhà văn hóa huyện luôn. Nhà văn hóa huyện đúng không? Ở thị trấn Yên Định đúng không? Thị trấn Yên Định, Vâng. xuống bảo tàng với nhà văn hóa. Thế là bắt đầu là nhận cây hôm 24. 24 nhận cây. Là hai mấy khai mạc anh? Bên anh 28 khai mạc. 28 đến hết mùng 6 đúng không? Hết mùng 6. Đấy. Mùng 6 trả cây. Thì là sau cái triển lãm Ninh Bình này thì là bên chỗ chỗ Yên Định, chỗ Hải Hậu Hải Hậu. thì là sẽ tổ chức ở huyện Hải Hậu. Thì ngày 24 nhận cây, 28 khai mạc và từ 28 đến ngày mùng 6 là diễn ra triển lãm ở bên đó. Thì mời các bạn qua bên chỗ Hải Hậu để giao lưu và ngắm cây với lại trao đổi mua bán nếu các bạn có nhu cầu. Ok. Đó. Vâng, em chào anh. Thì tôi xin phép là dừng clip ở đây. À, lần này tôi có một cái thông báo mới với các bạn ở trên kênh. Đó là giai đoạn tới ấy, là ekip chúng tôi đang dự định là tổ chức một một nhóm tư vấn về định hướng làm cây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi nói cái ý này là bởi vì cái kênh của tôi là cái kênh về kỹ thuật. Thế đâm ra là qua gần 2 năm làm nội dung thì tôi mới thấy là cái nhu cầu mà tư vấn về kỹ thuật và định hướng là kể cả về vấn đề là bố cục, về vấn đề định hình, rồi về vấn đề các cái chọn các cái điểm chốt tay cành cũng như là các cái vấn đề mà làm bóng với làm bông, một nhu cầu rất chi là cấp thiết. Thì là chúng tôi giai đoạn tới là đang có ý tưởng là sẽ lập một cái nhóm tư vấn như vậy.
Và cái nhóm tư vấn này ấy, là chủ yếu là tư vấn offline các bạn nhé, có nghĩa là như này. Vì nói thật với các bạn là cái số lượng cây mà cần để tư vấn cũng như là cái số lượng anh em cần để tư vấn rất chi là nhiều, thì không thể một cái nhóm nhỏ như thế mà có thể tư vấn hết được. Thì ý chúng tôi ấy là sẽ các bạn tự các bạn sẽ lọc ra một số các cái cây mà gọi là các bạn thấy quan trọng trong vườn của mình ấy, và các bạn sẽ chụp ảnh chuyển cho chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ lọc ra những cái cây mà sẽ thấy ổn và mời các bạn lên trực tiếp ở chỗ trên chỗ chúng tôi gặp anh em kỹ thuật. Đấy, xong anh em người ta sẽ tư vấn cái hướng làm cho các bạn rất chi là chuẩn chỉ. Thì khi mà lên ấy, thì các bạn có thể chuẩn bị các cái clip mà quay tổng thể. Tất nhiên là trước đó thì cũng đã có trao đổi nội bộ rồi. Thế nhưng mà cái hôm mà lên trực tiếp ấy, thì các bạn cứ chuẩn bị thêm các thông tin như vậy. Bởi vì nhiều khi là cây không thể một lúc một chốc một nhát mà các bạn có thể mang đi được. Đó. Thế nhưng mà các bạn có thể mang các cái hình ảnh tư liệu mà dạng ảnh với clip như vậy, thì anh em sẽ tư vấn cho các bạn các cái hướng làm, kể cả các cái định hình lớn, kể cả vấn đề là cắt định hình lớn, gọi là cắt chuyển dáng đấy. Thế thì còn về cái vấn đề hiệu quả hoặc chất lượng như nào thì tùy các bạn đánh giá cái nội dung của trên kênh cũng như là các cái anh em kỹ thuật ở kênh mà tôi đã có một quá trình rất dài tôi quay, tôi có giới thiệu thì các bạn đã biết trình độ của anh em rồi. Thế thì về cái thời gian ấy, có thể là sau triển lãm Ninh Bình và Hải Hậu thì tôi bận mất hai cái đợt triển lãm này mất khoảng 1 tháng. Sau đó thì về có thể là bắt đầu tiếp các bạn được rồi. Đó, thế thì đây cũng là một cái ấp ủ, một cái thông tin ấp ủ và một cái dự định ấp ủ của chúng tôi trong một cái thời gian rất dài. Và đến bây giờ thì chúng tôi mới thấy là đủ gọi là đủ chín để làm. Thì nếu các bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn cứ chủ động liên hệ với kênh nhé. Các cái thông tin thì tôi để ở trên cái phần giới thiệu của kênh đấy. Thì các bạn chủ động liên hệ qua email, qua số điện thoại trực tiếp. Ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review về kiến trúc, đó là kênh Nhà Việt TV. Thì ở kênh này là chúng tôi tập trung review các cái công trình nổi tiếng của Việt Nam có tuổi đời cả trăm năm, cả ngàn năm. Nếu các bạn yêu thích kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc của Việt Nam thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để subscribe, follow cũng như là xem các clip mà chúng tôi đã review. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.